Tiếp nối chương trình của TTV, anh Chi kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Hoàng Hải Vân. Án văn bất hữu, bào chữa cho chó. George Graham Vest, sinh năm 1830, mất năm 1904, là người rất nổi tiếng trong lịch sử nước Mỹ. Nhưng không phải nổi tiếng vì ông là một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, mặc dù ông làm chức vụ này đến 24 năm. Ông nổi tiếng vì một bài diễn văn đúng hơn là một bài bào chữa vỏn vẹn có 375 chữ ca ngợi một con chó khi ông còn là một luật sư. Vào năm 1879 năm trước khi trở thành thượng nghị sĩ, luật sư George Graham Vest đã nhận bào chữa cho một người thợ săn kiện một người chăn cừu đã giết chết con chó của mình vì nghi con chó này đã giết chết những con cừu của ông ta. Tên con chó là Old Trump. Bằng những lời ca ngợi con chó, ông đã thuyết phục được toàn thể hội thẩm đoàn và thân chủ của ông đã thắng kiện. Bài diễn văn được lưu hành trong văn học Mỹ với cái tên là A Tribute to the Dog và được tờ New York Times bình chọn là bài diễn văn hay nhất trong tất cả những bài diễn văn trên thế giới trong 1.000 năm qua. Ngày nay, trước trụ sở một tòa án tại Warrensburg, bang Missouri, người ta đã dựng tượng đài một con chó kèm theo A Tribute to the Dog để đánh dấu sự kiện lịch sử này. Dưới đây là bài bảo vệ thân chủ chỉ võng vẹn 375 chữ của luật sư George Graham Vest. Thưa hội thẩm đoàn, người bạn tốt nhất mà ta có được trên đời này có thể quay lưng chống lại ta và biến thành kẻ thù của ta. Con cái mà ta hằng yêu thương chăm sóc có thể trở thành những đứa vô ơn bạc nghĩa những người gần gũi và thân thiết với ta nhất những người mà ta tin tưởng đem giao phó hạnh phúc và danh dự của mình một ngày nào đó có thể trở thành những kẻ phản bội tiền bạc mà ta có được có thể sẽ mất đi mất ngay vào lúc ta cần nó nhất danh tiếng của con người có thể tiêu tan trong khoảnh khắc vì một hành vi nông nổi những kẻ từng quỳ gối tôn vinh ta khi ta thành đạt có thể trở thành những kẻ đầu tiên ném vào ta hòn đá hiểm độc khi bóng mây xa cơ lỡ vận phủ xuống đầu ta. Trên thế gian vụ lợi ích kỷ này, con người chỉ có thể có được một người bạn vô tư không điều kiện, một người bạn không bao giờ rời bỏ ta, không bao giờ vô ơn bạc nghĩa, không bao giờ phản bội. Đó là con chó của ta. Con chó của ta luôn ở bên cạnh ta, dù ta giàu sang hay ta nghèo khó dù ta khỏe mạnh hay ta ốm đau bệnh tật nó ngủ dưới nền đất lạnh bất chấp giá rét mùa đông hay bão tuyết miễn sao vẫn được ở gần ta nó vẫn hôn vào bàn tay của ta dù ta không còn thức ăn gì cho nó nó liếm vào những vết thương và những chỗ ta đau đớn khi va chạm với sự tàn bạo của cuộc đời nó canh giấc ngủ cho ta khi ta là kẻ cùng khốn cũng giống như khi ta là một ông hoàng. Khi tất cả bạn bè đều rời xa ta, riêng con chó thì ở lại. Khi ta mất hết của cải, thân bại danh liệt, thì tình yêu thủy chung của con chó đối với ta vẫn ngời sáng như ánh mặt trời xuyên thấu chín tầng mây. Nếu chẳng may ta bị cuộc đời ruồng bỏ, rơi vào cảnh không bạn bè, không nhà cửa, thì đối với con chó trung thành, không có một đặc ân nào cao hơn là được ở bên cạnh ta để bảo vệ ta chống lại những hiểm nguy, chống lại kẻ thù. Và đến lúc cuộc đời ta kết thúc, thần chết rước ta đi và thân xác ta nằm dưới lòng đất lạnh khi người thân bạn bè đưa tiễn đã quay về để tiếp tục bận rộn với cuộc sống của họ thì con chó cao quý vẫn còn nằm bên nấm mồ ta đầu gục xuống giữa hai chân đôi mắt đau buồn nhưng vẫn mở to cảnh giác trung thành và chân thực ngay cả khi ta đã chết. Thật là cảm động phải không thưa quý vị? Án văn bất hủ dành cho người bạn trung thành nhất của con người, đó chính là loài chó. Và trên Facebook, Thanh Trương Minh có chia sẻ bài viết của tác giả Nguyên Sa, Mạng chó hay mạng người, sự khốn cùng của tư duy chống dịch. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi. Nghĩ cho chó không chỉ là yêu thương động vật, nó cho thấy liệu ta có thực sự là người. Khi quyết định rời bỏ thành phố, chấp nhận mọi rủi ro trên chặng đường đầy hiểm trở để về quê, hàng chục ngàn người lao động nghèo đã lâm vào bước đường cùng. Họ mang theo trên chiếc xe máy cọc cạch những gì quý giá nhất, thân thiết nhất. Với hai vợ chồng ông Hùng thì danh sách đó bao gồm 15 con chó. Vợ chồng tôi thương chúng như con, ông Hùng nói với báo Thanh Niên. Không ai xem đoạn clip ghi lại cái cảnh hai vợ chồng ông chở theo 15 con chó từ Long An về Cà Mau mà không cảm thấy thương xót. Tại một trạm dừng chân trên đường, nhiều người còn gửi cho ông Hùng đồ ăn, gửi áo mưa để trùm cho mấy con chó khỏi bị ướt. Một người bạn luôn có ác cảm với động vật của tôi cũng nói rằng câu chuyện khiến bạn ấy thấy ấm lòng lên. Vậy mà khi về đến ranh giới Cà Mau, lực lượng chống dịch ngay lập tức đưa lũ chó đi giết và thiêu hủy vì chủ của chúng có xét nghiệm dương tính với Covid-19. Lý do là lo ngại mầm bệnh ở những con chó có thể lây cho người. Cách ứng xử đó không chỉ là bất nhân, nó còn thể hiện sự tùy tiện và ngu dốt. Trên thế giới cho đến nay không ghi nhận bất kỳ vụ việc nào trong đó chó mèo lây virus SARS-CoV-2 sang người. Các kết luận hiện tại chỉ nói được rằng con người có thể lây bệnh cho chó mèo nhưng nguy cơ xảy ra lây nhiễm theo chiều ngược lại là rất thấp. Một trong những cơ sở của chuyện này là virus corona gây bệnh cho động vật và người là hai loại khác nhau thưa quý vị. Tất nhiên, chuyện hiếm gặp vẫn có khả năng xảy ra như trường hợp dơi lây truyền virus gây covid-19 sang người, nhưng đây không phải là tình huống khẩn cấp mà chúng ta cần phải chọn mạng người hay mạng chó như người được cho là bác sĩ chữa trị cho gia đình ông Hùng Lý Giải. Có rất nhiều cách khác nhau để xử lý đàn chó được chủ của chúng coi như con, thay vì tiêu hủy chúng ngay tức khắc thì cách ly bầy chó, tìm người nhận nuôi chúng, đưa chúng vào một trung tâm cứu trợ chó mèo nào đó. Chuyện này sẽ chẳng có khó khăn gì nếu ta theo dõi sự phản đối mạnh mẽ của cộng đồng trên mạng. Trong không khí chống dịch như chống giặc nhằm quét sạch F0 ra khỏi cộng đồng, hành xử tử tế với con người có lẽ đã là đòi hỏi quá sức với lực lượng chấp pháp ở đất nước này, chứ chưa nói tới mèo hay chó. Nhưng nghĩ cho những con chó trong trường hợp của ông Hùng, không chỉ đơn thuần là biết yêu thương động vật, nếu coi đàn chó này là tài sản thì chỉ có chủ sở hữu mới có quyền quyết định làm gì với chúng. Ở đây, ngay khi chưa xác minh được những con chó này có thực sự là mầm bệnh hay không, lực lượng chức năng với danh nghĩa chống dịch đã tiêu hủy chúng đi. Từ góc độ nhân quyền, đây còn là hành vi vi phạm quyền tài sản của vợ chồng ông Hùng. Bạn có thể lập luận rằng vợ chồng ông Hùng đã đồng thuận cho phép việc này rồi nhưng có đầy đủ lý do để nghi ngờ rằng nếu có thì đó cũng là một quyết định đưa ra khi không có đủ thông tin và dưới áp lực của lực lượng công quyền. Nghĩ cho những con chó ở đây, còn là biết tôn trọng những gì mà người khác trân quý. Có những người khác như ông Hùng, dành gần một nửa số tiền còm cõi mà mình kiếm được mỗi ngày để lo cho chó ăn, coi chúng như gia đình, khi bằng cùng thì cũng không bỏ lại chúng bơ vơ, quyết định giết chúng đi không đắn đo chính là một hành vi mang rỡ. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của TTV. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau.